Sumi làm gì đây? Đứng thẳng lên để mẹ xin chào các bạn nào. Xin chào bạn Sumi. Sumi ơi, hôm nay con được đi đâu? Đi Big C. Đi Big C mua gì vậy? Mua sữa cho con. À đúng rồi, các bạn ơi, hôm nay bạn Sumi được đi Big C để mua sữa cho bạn Sumi đây. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi xuống siêu thị Big C để mua đồ của con nhá. Con muốn ăn kem á, chốc nữa rồi mẹ sẽ đi mua đồ xong rồi mẹ cho đi mua kem sau nhá. Bạn Sumi làm gì á? Xé được túi rồi. Bây giờ con muốn mua kẹo gì con chỉ cho mẹ nào. À, đâu kẹo nào? Ok, bạn Sumi muốn mua kẹo này các bạn ơi. Đây là kẹo Sugut. Có rất nhiều các màu sắc, khi ăn thì nó dẻo dẻo và chua chua, ngọt ngọt. Bây giờ mẹ sẽ lấy kẹo này cho bạn Sumi nha. Đây, rất là nhiều màu sắc luôn các bạn ơi. Mình sẽ lấy một nắm như này và mang ra cân xem bao nhiêu tiền nhá. Bạn Sumi mở được túi chưa? Để mẹ mở cho vậy. Rồi, mở ra nào. Đây để mẹ cho kẹo vào. Rồi, chúng ta sẽ mang ra cân nhá. Đi. Con có muốn lấy thêm một ít thạch không? Con có muốn lấy thêm một ít thạch không? Con chọn đi xem mình lấy thạch nào. Chúng ta có rất là nhiều các loại thạch các bạn ơi. Đây là thạch hai màu này, vàng nâu này. Thạch nhiều màu sắc này. Đây là thạch nhiều màu sắc này. Chúng ta lại có cả thạch sữa chua nữa. Đây là thạch sữa chua. Đấy, rất là nhiều các loại thạch luôn. Đây, thạch trà xanh này. Ở đây là thạch sữa chua nha nam này. Bạn Sumi đã chọn được loại thạch nào vậy? À, bạn Sumi chọn thạch rau câu nhiều màu sắc. Vì bạn Sumi rất là thích màu sắc. Thế bạn nhặt đi nhá. Bạn nhặt từng cái và bạn cho vào túi. Ơ con ơi, mình không cho chung vào túi kẹo vừa nãy đâu. Mình phải lấy một cái túi khác để đựng thạch. Để mẹ ra lấy túi cho con nhá. Chị phải lấy một cái túi khác để cho bạn Sumi đựng thạch các em ạ. Rồi đây. Con mở túi này ra. Rồi bây giờ bạn Sumi sẽ bắt đầu lấy thạch các bạn ạ. Rồi, màu cam này. À, màu xanh này. Bạn Sumi đã nhặt các màu sắc khác nhau các bạn ạ. Rồi, màu vàng này. Màu trắng này. Rồi, màu gì nữa? Màu tím này. Được rồi.
Đấy, bạn Sumi đã nhặt các màu sắc khác nhau rồi. Lấy thêm một ít nữa đi con ạ, ít quá. Để mẹ lấy thêm cho màu vàng, màu cam nhá, màu trắng nhá. Rồi. À, cái đấy là loại khác à? Ồ, hai chiếc này là loại khác các bạn ạ. Đang bị để lẫn vào đây. Bạn Sumi mang ra giả vào chỗ cũ đi. Chỗ cũ của nó đằng kia kìa con kìa. Đấy, tìm được đúng cái họ màu trắng đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, bạn Sumi thấy họ để sai nên là bảo mẹ là đi cất lại vào chỗ cũ. Bạn Sumi đã lấy xong thạch chưa? Chửa, lấy lót đi nhanh lên rồi đi cân con ạ. Đúng rồi, giống nhau. Rồi, xong thạch rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ mang ra chỗ cân tính tiền nhá. Đấy, bây giờ bạn Sumi và mẹ đang đi ra chỗ tính tiền các bạn ạ. Đây con ơi, đằng này con ơi. Đằng này. Đấy, phía đằng này này, đúng rồi, đấy. Chỗ các cô đang mặc áo đứng cân đấy. Rồi, con mang ra đấy cô cân nha. Rồi, mẹ là để mẹ mang ra, mẹ cân hộ cho. Rồi, để mẹ cầm ra, mẹ cân hộ cho nhá. Đây. Rồi, chú đang cân túi thạch của mình rồi nhá. Rồi, túi kẹo su của bạn Sumi chỉ 9.000 thôi. Bây giờ đến lượt túi thạch này. Đấy, bạn Sumi đứng đấy chờ chú cân nhá. Túi thạch của bạn Sumi chỉ có giá là 4.800 thôi các bạn ạ. Rồi, bạn Sumi cầm lấy hai túi kẹo của mình đi, cho vào xe con. Đúng rồi, con cầm lấy. Đúng rồi, con trao vào trong giỏ. Rồi, đi thôi. Đấy, bà Sumi đã mang ra cân xong rồi. Bây giờ mình đi mua sữa cho con nhé.